Dòng TV LG OLED B9 này sẽ gợi nhớ cho các bạn về dòng B8 của năm ngoái, cũng là đi theo lối thiết kế tối giản, hiện đại và đẹp mắt. Viền phải nói là cực kỳ mỏng so với kích cỡ màn hình TV, có thể gọi là tràn viền. Chân đế thì được thiết kế cách điệu theo kiểu một tấm kim loại gọn gàng, có nét hiện đại. Tuy nhìn bên ngoài hơi mỏng manh nhưng thực tế lại rất vững chắc, giúp cho chiếc TV có thể trụ vững trên kệ. Tổng thể của chiếc TV này sẽ là một điểm nhấn độc đáo cho phong cách nội thất nhà bạn. Và nếu như kích cỡ màn hình là 55 inch vẫn chưa đủ thỏa mãn thị giác của bạn thì chúng ta vẫn có thêm một lựa chọn, đó là 65 inch. Về khả năng hiển thị thì như các bạn cũng biết, màn hình OLED xịn hơn màn hình LED ở rất nhiều mặt. Chính vì thế mà giá thành của một chiếc TV OLED thường cao hơn. Và màn hình OLED của chiếc B9 này có hơn 8 triệu điểm ảnh tự phát sáng sẽ cho ra hình ảnh hiển thị rất chân thật. Đồng thời thì độ phân giải của nó là 4K để thưởng thức những nội dung 4K rất là tuyệt vời. Đặc biệt, LG còn trang bị cho dòng B9 này bộ xử lý thông minh Alpha 7 thế hệ thứ 2. Nó sẽ đi kèm với hai chức năng thông minh tự động, đó chính là AI Picture và AI Sound. AI Picture sẽ dựa trên thuật toán Deep Learning để nâng cao chất lượng hình ảnh và cho ra kết quả rõ hơn, nét hơn, chi tiết cao và tối ưu độ sáng. Và AI Sound thì mình sẽ nói thêm trong phần âm thanh. Ngoài ra thì các công nghệ hình ảnh đáng chú ý bao gồm 4K Upscaler, nâng cấp chất lượng nội dung đầu vào lên gần độ phân giải 4K, 4K Active HDR, tối ưu hình ảnh để trở nên chân thật và sống động hơn, Ultra Luminance giúp tăng cường độ sáng hiệu quả. Bây giờ các bạn hãy cùng mình xem một đoạn video 4K phim hành động để cảm nhận chất lượng hình ảnh nhé. Màu sắc thì sống động nè, chuyển động thì mượt. Các chi tiết thì được thể hiện khá là rõ nét và sáng tối thì rất là rõ ràng. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng mà đối với mình thì như này là tuyệt vời. Đến bây giờ thì mình vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho hệ điều hành WebOS của LG. Vì thích nhiều màu sắc cho nên là WebOS khá là phù hợp với mình. Giao diện đẹp, có hình nền, nhiều màu sắc và các ứng dụng thì được sắp xếp theo dạng thẻ. Và phiên bản 4.5 của chiếc TV B9 này đã được nâng cấp về giao diện, thao tác cũng mượt mà hơn và thêm nhiều ứng dụng vào kho. Tụi mình cũng đã có một video chỉ rõ sự khác biệt về giao diện giữa WebOS 4.5 và 4.0. Các bạn hãy tìm xem trên kênh hoặc là bấm vào video góc phải màn hình nha. Trên màn hình chính đã đưa ra sẵn một số ứng dụng giải trí phổ biến, bạn mua TV về là có thể dùng được liền. Bạn cũng có thể truy cập kho ứng dụng LG Content Store để cài thêm nếu có nhu cầu. Và quan trọng hơn nữa là WebOS 4.5 bên cạnh trợ lý giọng nói của LG ThinQ đã bổ sung thêm Google Assistant và Amazon Alexa, cũng là hai trợ lý ảo khá phổ biến hiện nay, cho nên là khả năng điều khiển TV và tìm kiếm bằng giọng nói trên dòng TV B9 này sẽ được nâng lên rất nhiều. Tạm thời thì Google Assistant và Alexa chỉ mới hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi thì LG sẽ cập nhật thêm tiếng Việt cho hai trợ lý ảo này trên WebOS. Hiện tại thì bạn có thể điều khiển TV và tìm kiếm giọng nói tiếng Việt nhờ vào hệ thống LG ThinQ có sẵn. Và để thao tác, bạn có thể bấm vào nút Miro trên chiếc remote thông minh Magic Remote bằng cách bấm giữ. Đến khi màn hình TV hiện tín hiệu đang nghe và bắt đầu nói, xong câu lệnh thì thả nút micro, TV sẽ thực hiện lệnh hoặc trả về kết quả tìm kiếm. Về âm thanh thì chiếc TV LG OLED B9 này đã được trang bị loa công suất 40W cho ra âm thanh mạnh mẽ và sống động. Đáng chú ý là sự góp mặt của công nghệ âm thanh DTS có khả năng tái tạo âm thanh dạng vòm cho bạn được trải nghiệm chất lượng âm thanh sống động, bùng nổ như tại rạp chiếu phim. Và như mình đã đề cập, với công nghệ AI thì AI Sound trên dòng TV B9 có khả năng nâng cấp tín hiệu âm thanh bình thường lên giả lập âm thanh vòm 5.1. Bên cạnh đó thì AI Sound này có thể nhận diện được vị trí ngồi của bạn ở trong phòng, từ đó tối ưu âm thanh và mang đến cho bạn trải nghiệm trọn vẹn hơn. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc để chúng ta có thể cảm nhận chất lượng âm thanh trên chiếc TV này nha. Ngoài các kết nối không dây Wi-Fi Bluetooth thì chiếc TV này còn hỗ trợ kết nối chiếu màn hình điện thoại lên TV rất tiện lợi. Bạn có thể chiếu màn hình điện thoại Android thông qua tính năng Screen Mirroring hoặc với điện thoại iPhone là AirPlay 2 và đây cũng là một cập nhật mới trên WebOS 4.5. Ngoài ra thì bạn có thể dùng điện thoại, cài ứng dụng LG TV Plus để làm remote điều khiển TV thông qua Wi-Fi. Các cổng kết nối phía sau TV gồm có các cổng USB, cổng HDMI, cổng LAN, cổng Component, cổng Optico, cổng truyền hình, cổng âm thanh 3.5. Đặc điểm nổi bật của Smart TV LG OLED 55B9PTA thiết kế sang trọng vì màn hình siêu mỏng, độ phân giải 4K, màn hình OLED sống động, tối ưu đồ họa nhờ chip Alpha 7 thế hệ 2, 4K Active HDR cho hình ảnh chân thật, 4K Upscaler nâng chất lượng nội dung đầu vào lên gần 4K, hệ điều hành WebOS 4.5 đẹp và dễ dùng, điều khiển TV và tìm kiếm bằng giọng nói, âm thanh DTS, giả lập âm thanh vòng sóng động, chiếu màn hình điện thoại lên TV, dùng điện thoại làm remote TV với LG TV Plus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi. Nếu yêu thích sản phẩm, các bạn hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập điện máy xanh.com để đặt hàng và được giao hàng miễn phí tận nơi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!